A Di Đà Phật, thưa quý vị, trong 12 thể loại kinh trong truyền thống kinh điển Sanskrit, quý vị học có cái thể loại kinh Phương Quảng, là cái thể loại mà kinh được đặt vấn đề và giải thích mở rộng ý nghĩa. Thời kỳ văn học đó là cái thời kỳ văn học nối dài giữa nguyên thủy đến đại thừa. Thì trong cái hệ thống kinh điển Trung Bộ Kinh mà chúng ta học, cũng có một bài kinh là Tiểu Kinh Phương Quảng và Đại Kinh Phương Quảng. Sở dĩ sư chọn cái bài Tiểu Kinh Phương Quảng này, nó nói lên cái thể loại văn học mà đồng thời nó cũng có mang cái tính đặc thù như đã nói hồi nãy. Là kinh này do Tỳ Khưu Ni Dhammadina, là một vị tỳ kheo ni có gia đình trước khi xuất gia, rồi sau đó trở thành một vị tỳ kheo ni thuyết pháp đệ nhất trong ni đoạn. Tỳ kheo ni này thuyết pháp rất hay, giảng nghĩa rất là sâu sắc, và có nhiều khi các vị tỳ kheo còn đến nghe pháp từ nơi ni sư này. Với cái tinh thần cầu pháp thì mình không có nệ hà gì là ai giảng, miễn sao người đã giảng đúng chân lý là mình nghe thôi, không? Thì thưa quý vị, như sư đã nói, sư chọn bài kinh này bởi vì cũng muốn giới thiệu đến một cái tỳ kheo ni rất lỗi lạc trong truyền thống ni giới thời Tăng Đoàn Phật, Tăng Đoàn thời Phật mà trong Trung Bộ Kinh có đề cập đến. Thay vì chúng ta phải học trong trưởng lão ni kệ Therigatha thì chúng ta sẽ học được rất nhiều cái gương hạnh và các pháp thoại của các vị tỳ kheo ni. Thậm chí quý vị nghĩ rằng là khi lên cao học rồi không cần học sao? Hồi xưa khi mà sư học cao học á, là cũng phải học những tác phẩm này, Therigatha học hết, trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, học những bài học rất bình thường. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải thẩm thấu tư duy những điều mà mình nghĩ rằng rất bình thường kia thôi. Thì như sư nói, sư chọn bài này bởi sư cũng muốn tôn vinh cái trí tuệ của những người nữ mà trong Trung Bộ Kinh số 44 này có đề cập đến. Cho nên Trung Bộ Kinh phải nói là nhiều đối tượng giảng pháp lắm, chứ không phải là chỉ một mình được Phật. Nguyên văn như sau: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, tức là vương xá. Raja tức là vương, Gaha là nhà, gọi là vương xá. Tại Veluvana, Velu là trúc, Vana là vườn trúc hay gọi là trúc lâm. Chỗ Kalandaka Nivaba, rồi nam cư sĩ Visakha. Như vậy khái niệm Visakha, chữ Visakha này là một danh từ, cũng trung tính, không có chỉ danh nam tính mà cũng chỉ danh nữ tính. Nhưng mà trong truyền thống kinh điển chúng ta khi mỗi lần nói đến Visakha, thông thường nhớ đến nữ tín chủ Visakha ha. Nữ tín chủ Visakha là một nữ tín chủ chủ mà có phước báu và trí tuệ rất là lớn, và sống rất là thọ 120 tuổi, mà bà đẹp như lúc mà còn 60. Và Visakha đẹp lắm ha. Và có sức mạnh và đẹp dung sắc, thì mà sức mạnh khi mà cái tuổi đã trên 60 mà bà dùng một ngón tay thôi mà bà có thể đẩy lùi được một con bò mộng, bà Visakha này. Sau này bà cúng dường, bà xây dựng cái Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường đó, chữ Visakha là dịch Lộc Mẫu, mà ở phía đông của thành Xá Vệ, nên là Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Và tại nơi đó Đức Phật trú mùa an cư là 6 năm. Tại Xá Vệ có tất cả là 25 năm Đức Phật an cư nơi đó, thì 19 năm ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên, và 6 năm là ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Cho nên chữ Visakha thông thường ta chỉ nhớ đến bà Visakha thôi, hay còn phiên âm là Tỳ Xá Khư, nhưng ít ai biết đến là có một nam cư sĩ Visakha là hôn phu, là chồng của bà ni sư Dhammadina trước khi đi xuất gia. Cho nên một giả như một sư đặt một cái về trách nhiệm, sư hỏi
có một nam sa kha không, phần lớn những người mà không học Phật hoặc học là không có biết được là có nam sa kha đến nam vi sa kha đâu. Ta sẽ nghĩ rằng cái nữ tín chủ vi sa kha thôi. Nhưng đây có nam tín ta nam cư sĩ vi sa kha đã đến học pháp, mà ông này vốn là chồng của sư cô Dhamma Dinna trước khi xuất gia. Như vậy thì nam cư sĩ Visakha đến chỗ tỳ kheo ni Dhamma Dinna ở, sau khi đến đảnh lễ tỳ kheo ni Dhamma Dinna rồi ngồi xuống một bên, thấy ngon lành không? Người vợ mình ngày xưa bây giờ đi xuất gia rồi, làm tỳ kheo ni rồi, thì tới đúng pháp mà phải đảnh lễ thôi. Rất là ngon lành không? Không có ý lại ngày xưa mình là chồng mã cho nên mình không đảnh lễ, đây đảnh lễ đường hoàng, như pháp đảnh lễ để thọ học pháp. Thấy một cái tinh thần học pháp cao cả. Ở đây có Phật tử nào mà cái con cái đi tu bây giờ mình tới mình đảnh lễ con cái mình để học pháp không? Có người nào có được cái hành đó chưa? Hoặc người nào người đó là cháu mình bây giờ nó đi tu rồi, giờ đến đảnh lễ nó, có không? Nếu chưa có, trong tương lai có thì chúng ta nên học cái hành này. Bây giờ xuất gia rồi, làm thầy của nhiều người, làm đệ tử Phật chứ không phải là con nhà của thế tục, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê gì đó nữa đâu. Cái đó là cái gọi là ở thế gian phải gọi vậy thôi. Sau khi đảnh lễ xong, ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với tỳ kheo ni Dhamma Dinna như sau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề tự thân, Sakkaya. Ở đây được chú như vậy là do người biên tập ta chú thôi, chứ còn cái bản thân cái bản kinh Bali đầu tiên là không có chú cái chữ Sakkaya hay chữ tự thân đâu, mà đây là biên tập của cái người sau, chúng ta phải hiểu như vậy. Thưa ni sư, tự thân được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Tức là ông không hiểu cái chữ chữ cái thân này, tự thân là sao? Thế là ni sư Dhamma Dinna này cũng nổi tiếng lắm sau này đã trở thành một cái tên danh hiệu mà trong truyền thống Tích Lan đó, có một vị A-la-hán cũng có tên là Dhamma Dinna này, nổi tiếng lắm quý vị. Vị A-la-hán mà chấn chỉnh Phật Pháp của Tích Lan đó, mà cho nhiều vị sư, mà nhiều vị cứ nghĩ rằng mình A-la-hán nhưng chưa thật A-la-hán, thì chính vị tỳ kheo A-la-hán Dhamma Dinna ở Tích Lan này, tức là tên nó trùng tên đó, cho nên cái tên Dhamma Dinna này trong Phật Pháp là nhiều lắm ngang, quý vị cũng phải lưu ý, rất nhiều vị trùng tên Dhamma Dinna này. Thì hỏi thế nào là tự thân? Thì bà ni sư Dhamma Dinna mới nói, hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân. Đến vấn đề này là hơi khó đó, là một khái niệm năm thủ uẩn. Uẩn là skanda, không? Mà chữ thủ uẩn là một cái sự chấp thủ về năm cái nhóm này. Mà năm nhóm đó là gì? Là xét thủ uẩn. Chúng ta cứ từ từ chúng ta rã ra theo cái cách trả lời của Dhammadinda. Xét thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Năm cái nhóm này nó tạo nên gọi là con người, gọi là tự thân đó. Hiền giả Visakha, năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Hay nói cách khác là nói đến cái thân này, và nói đúng ra là phải thân tâm này. Lần thay thưa ni sư, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời tỳ kheo ni Dhamma Dinna nói, rồi hỏi tỳ kheo ni Dhamma Dinna thêm một câu hỏi nữa. Như vậy vấn đề thứ nhất, chữ tự thân Sakkaya, hay nói khác thế nào gọi là một cái con người? Thì ở đây ni sư đã trả lời năm thủ uẩn, tức sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Năm cái dính mắc về năm cái tổ hợp
Lành thay thưa ni sư, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tính thọ lời tỷ kheo ni Damodina nói, rồi hỏi tỷ kheo ni Damodina thêm một câu hỏi nữa. Tự thân tập khởi, tự thân tập khởi, thưa ni sư, cách mà lập lại từ cái đó còn để nhấn mạnh thôi. Thưa ni sư, được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân tập khởi là như thế nào? Như vậy thế nào là tự thân? Là xong. Nhưng cũng trong cái nhóm này, ông hỏi rộng thêm, vậy thế nào là tự thân tập khởi? Sakkaya Samudaya là như thế nào? Tức là tập khởi. Tập khởi tức là cái nguyên nhân để nó sinh ra. Cái nguyên nhân sinh ra. Bây giờ nói thế nào là thân tâm đây, nói là ngũ uẩn đây, sự chấp mắc năm thủ uẩn này. Như vậy thì ông hỏi tiếp, thế nào là tập khởi của năm thủ uẩn này? Tập khởi tức là cái nguyên nhân để nó làm cái duyên quan trọng nhất để nó tạo nên. Thì cô trả lời, hiền giả Visakha, khác ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ tham. Nên khác ái tăng ha là cái gốc để đưa đến tái sinh, mà khác ái này nó liên kết với hỷ và tham. Cho nên khi mà có một cái niệm ái, ái ân là lúc nào cũng có hỷ hết á, vui mừng, thích thú trong đó và có sự dính mắc trong đó. Có một cái tình yêu nào mà không có tham không quý vị? Có một cái tình yêu nào mà không có cái niềm vui, hoan hỷ, thích thú trong đó? Đời sống của thế gian đến với nhau là phải dựa trên cái tham dục này, đến với nhau là dựa trên cái hỷ này. Cho nên khác ái đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ tham, rồi cái khuynh hướng của nó là tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, và nó biểu hiện ở nơi dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Nó biểu hiện ở nơi cái thích thú trong dục, nó biểu hiện ở nơi là cái trạng thái ở nơi cái sắc, cái dục nó nhẹ hơn, nó thanh cao hơn. Và ở nơi phi hữu ái là ở nơi ngay cả trong cái tư tưởng ý niệm. Hiền giả Visakha, khác ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Như vậy đầu tiên ông đặt ra câu hỏi thế nào là tự thân, hay nói cách khác là năm cái thân này gồm có những gì. Trả lời là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thủ uẩn, năm cái thủ uẩn này. Và ông đặt câu hỏi tiếp, cái gì là gọi là tự thân tập khởi? Tức là cái nguyên nhân để cho cái thân này nó sinh khởi ra, gốc rễ của nó theo Nisuddhamma Dina nói đó là khác ái. Khác ái để dẫn đến tái sinh, và khác ái đó nó có cái bản chất là câu hữu với hỷ và tham. Khuynh hướng của nó là tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, và cái thể hiện của nó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái ở ba nơi. Thế là ông chưa có thỏa mãn, ông hỏi tiếp, tự thân diệt thưa ni sư, được gọi là như vậy, vậy Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Nãy đầu tiên hỏi là tự thân, xong hỏi là tự thân tập khởi, xây dựng hỏi là thế nào là tự thân diệt. Ông này kể ra biết đặt vấn đề đó. Mà nếu mà không có trí tuệ như Dhammadina chắc chắn là đuối ha. Bây giờ mình đừng có đặt trường hợp là mình không phải đi sư Dhammadina đi. Trả lời ngang. Chút nữa sư không có cho cái câu trả lời mà chỉ đặt cái câu hỏi thôi. Rồi quý vị trả lời đúng không? Thế nào là tự thân diệt? Nãy tự thân tập khởi là do khắc ái, câu hữu với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Bây giờ hỏi đặt ngược lại vấn đề với tự thân diệt là sao, hay nói cái khác, làm thế nào để cho năm uẩn này nó không còn là cái nguyên nhân để đưa đến tái sinh nữa?
Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn của các ái ấy là sự gì? Xả ly, Upekkha, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Cho nên mới có một vị mới nói rằng cái dấu hiệu của sự tu tập tiến bộ là gì? Cái dấu hiệu sự tu tập đó là cái dấu hiệu xả đó. Người nào mà ít chấp trước, ít có tham đắm, ha, người nào rất tự tại trong cuộc sống này, à, thăng trầm vinh nhục gì cũng được, à, không tham đắm, không có dư tàn khác ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, mấy cái từ này từ đồng nghĩa, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, đó là sự đoạn diệt này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt, tức là năm uẩn này nó sẽ chấm dứt thôi. Thưa Ni Sư, tự thân diệt đạo, tự thân diệt đạo, không đặt vấn đề, diệt là vậy. Nhưng mà thế nào là tự thân diệt đạo? Khổ tập diệt đạo mà. Ông này cũng rất là nắm vững giáo pháp à. Hỏi là cái con đường đưa đến cái con đường đưa đến sự chấm dứt của cái tự thân này, hay nói cách khác là cái khổ uẩn này là gì? Thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Trả lời, Hiền giả Visakha, ông biết đặt vấn đề này xứng đáng gọi hiền giả quá đi chứ. Con đường thánh tám ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là cái con đường đưa đến sự chấm dứt cái khổ uẩn, hay nói cách khác là sự chấm dứt các phiền não ở nơi thân tâm này, gọi là tự thân diệt đạo, là con đường thánh tám ngành. Con đường thánh tám ngành là ai cũng thuộc rồi. Vừa rồi có người nào làm trật không? Sư hỏi cái lộ trình thứ tự của bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh định. Nhưng có khi chưa đều là chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, rồi cái là chánh định chẳng hạn. Sư đại khái sư đạo qua đạo lại vậy, không biết có gì nào làm trật không? Có không? Có thì gì là học cho thuộc cái bài này. Hiền giả Visakha, con đường thánh tám ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh định. Quý vị phải nắm vững tám chánh này. Tu là phải có nhận thức đúng, tu là phải có tư duy đúng, tu là phải có lời nói đúng, là phải có cái hành vi đúng, tu là phải có nuôi mạng đúng, tu là phải có sự nỗ lực đúng, tu là phải có sự ghi nhớ đúng, và tu là phải có sự an định đúng. Chứ không phải tu không có tư duy. Ai nói rằng bạch sư tu còn bạch tư duy rồi, những điều sư nói nó còn vướng kẹt trong ngôn ngữ tầm thường quá, sư cũng mô Phật thôi. Nhưng mà chúng ta chưa phải tới cái trình độ đó đâu. Chúng ta phải có tư duy, có nhận thức. Chừng nào tới giai đoạn mà ngôn ngữ đạo đoạn, quý vị dùng ngôn ngữ không thể diễn bày được chân lý, nhưng phải dùng cái gọi là hình ảnh khác, dùng thái độ như là Thiền Tông Trung Hoa của một thời, thì đó là những bậc thượng căn rồi. Bởi vì cái ngôn ngữ ấy không thể diễn đạt được. Còn đối với mang tính quy ước Samutti là phải có ngôn ngữ để diễn bày được hết. Cho nên phải có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Quý vị phải phân biệt được chánh nghiệp với chánh mạng nha. Chánh nghiệp tức là cái hành vi, còn chánh mạng là cái nghề của mình để sống. Chính cái nghề này là nuôi cái mạng sống này, nó gọi là chánh mạng. Còn chánh nghiệp nó liên hệ đến cái nghề của mình, nhưng có những điều nó không liên hệ đến nghề của mình. Nó liên hệ đến cái hành vi của mình, lời nói của mình trong mọi thời, trong mọi lúc. Còn chánh mạng là làm thế nào kiếm ra được cái đồng tiền, mà đồng tiền này không có tội lỗi, không có vay mau, không có liên hệ đến tội lỗi, sát sanh trộm cắp gì đó. Thưa Ni Sư, thủ này tức là năm thủ ẩn kia, hay thủ ẩn này khác với năm thủ ẩn? Ông này rất thông minh,
Ông hỏi rằng thủ này tức là năm thủ uẩn kia, hay thủ này khác với năm thủ uẩn? Thế là ni sư nói: Hiền giả Visakha, không phải. Thủ này tức là năm thủ uẩn kia, thủ này không khác với năm thủ uẩn kia. Hiền giả Visakha, phàm có dục tham đối với năm thủ uẩn, tức là có chấp thủ đối với chúng ở đây vậy. Thì ông hỏi rằng là cái năm thủ uẩn này, thủ này tức là năm thủ uẩn kia, hay thủ này khác, hay nói cách khác là năm uẩn, cái năm uẩn mà mình ghi nhận được đây có khác gì với cái năm thủ uẩn? Bởi vì người có nhiều người họ cho rằng năm thủ uẩn mà mình ghi nhận được là nó cũng có khác mà cũng có giống với năm thủ uẩn của người chứng đắc được niết bàn. Thì ni sư Visakha, ni sư Dhammadina nói: Hiền giả Visakha, thủ này tức là năm thủ uẩn kia, tức là cái sự dính mắc về năm uẩn thôi. Đúng ra ai cũng có năm uẩn hết á, nhưng mà như Phật thì đâu có chấp thủ đâu. Nhưng mà nếu người phàm á thì do sự dính mắc của thủ thì chính năm cái thủ uẩn này cũng là năm cái vướng kẹt đó thôi. Cho nên ni sư Dhammadina nói: Hiền giả Visakha, phàm có dục tham đối với năm thủ uẩn, tức là chấp thủ đối với chúng. Nói chung cũng có sắc, nhưng mà mình có dục tham đối với sắc. Có thọ, mình có dục tham đối với thọ. Mình có dục tham đối với tưởng, dục tham đối với hành, dục tham đối với thức. Cho nên mình bị trói buộc trong năm nhóm này mà thôi. Ở đây câu chuyện nó không có dừng lại mà được mở rộng ra bằng cách hỏi: Thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Bởi vì một khi có sự chấp thủ là có sự lầm chấp về thân, sakkaya ditthi. Thế nào là thân kiến? Ở đây Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu không ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh. Cho nên một người vô văn phàm phu thì không bao giờ đến thân cận, không bao giờ tiếp cận đến các bậc thánh, rồi chẳng bao giờ để tâm nghe pháp từ các bậc thánh, gọi là không thuần thục. Có nghe thì mình mới thuần thục, chứ không nghe lấy thuần thục. Nghe xong rồi phải tu tập nữa kìa, chứ nhiều người nghe xong mà không có tu tập pháp các bậc thánh. Cho nên rồi cũng tương tự, không ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân và không tu tập pháp các bậc chân nhân. Cho nên vị ấy xem sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, nó khó lắm ạ. Chỗ này ngó và cực kỳ khó. Xem sắc nè, cái thân mình 1m65, 65 cân hay 70 cân, cái thân mình này được người ta gọi là đẹp ha, hay trung bình gì đó, cái này là tôi, cái thân đó. Do mình nghĩ rằng cái thân này là tôi, cho nên bao tử này của tôi, tim gan tỳ phế thận này của tôi, rồi con mắt là của tôi, lỗ tai là của tôi, dần dần. Nhưng sự thật nếu chúng ta mà quán chiếu thì chúng ta thấy rằng là sắc này có phải là của tôi không? Nếu của tôi thì chúng tôi mong muốn nó phải như thế này như kia, nó đâu có chiều theo ý mình đâu, nó cứ thuận theo quy luật tự nhiên mà nó sanh diệt thôi. Nên cho nên các vị ấy xem sắc là tự ngã, hoặc là xem tự ngã là có sắc, hoặc là cho ở trong thân tâm này có một cái ngã thường hằng bất biến vượt thời gian, cái đó nó có cái sắc. Và tương tự như vậy, xem thọ là tự ngã, xem thọ tức là đánh đồng cái cảm giác đau đớn, đánh đồng cảm giác sung sướng hoặc không khổ không lạc, không có sung sướng không đau đớn gì hết, đó là cái ngã của mình.
Và thưa quý vị, từ vô lượng kiếp, mấy cái này là nó không có rời ra. Sắc là tôi, hoặc là tôi có sắc. Thọ là tôi, hoặc là cái ngã có thọ. Cho nên bởi vì chấp lầm như thế, chấp lầm cái thân này là thật, cho nên gọi là sắc cái giá đích thí đó. Cho nên chúng ta phải tu tập, phải quán chiếu năm uẩn này là không thật. Nhưng mà sở dĩ quán chiếu được là bởi vì chúng ta phải thân cận các bậc thánh rồi các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, và tu tập pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân. Xem thọ là tự ngã hay xem tự ngã là có thọ? Rồi xem tưởng là tự ngã hay xem tự ngã là có tưởng? Hay là xem tưởng là trong tự ngã? Như vậy là mọi thứ nó thực ba chi. Hoặc là xem sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc? Hay xem sắc là trong tự ngã hay xem tự ngã là trong sắc? Rồi xem thọ là tự ngã hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ. Tưởng cũng vậy, cho rằng tưởng cái là ngã của mình, những gì mình suy nghĩ, những gì mình nhớ tưởng, mình đo cho rằng đó là nó thuộc tự ngã, hoặc là nó là tự ngã, hoặc là trong tự ngã có cái sự suy nghĩ biết ấy. Thưa quý vị, tất cả những thứ này không phải là ngã đâu. Bởi vì sau khi chết đi thì mấy cái này nó thuận theo nhân duyên mà nó có một cái thân tâm mới và có sự hay biết mới. Tương tự ở đây, xem ngã là cái hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã trong hành. Hành là gì? Sankhara là những tâm niệm hoạt động một cách có điều kiện và không điều kiện ở trong tâm thức. Bất kỳ một ý niệm gì khởi lên, dù tốt hay xấu, phần lớn đều được gọi là hành. Ngay cả dục thánh giải, niệm định huệ, các trạng thái tâm mà đưa đến đạo lộ siêu thế, nó cũng thuộc về chi hành. Rồi tham sân si, mạng nghi ác với nhân dân, tất cả cái đó cũng là hành. Chính chữ Sankhara là một khái niệm chỉ cho sự vận hành của tâm thức được biểu hiện ra trong từng trường hợp cụ thể. Cho nên thưa quý vị, có nhiều vị dịch là tâm tư là hành cũng đúng. Tức là trong tâm tư mình nó chứa đựng bao nhiêu thứ trong đó. Có lúc tốt, lúc xấu, lúc thiện, lúc ác, lúc vui, lúc mừng, lúc giận, lúc hờn, lúc thương, lúc ghét, lúc mến, lúc từ bi, lúc hỷ xả, lúc tật đố, lúc chiếm mạng nhân dân. Cho nên vị ấy cho rằng những trạng thái tâm đó là ngã, là cái tôi, hoặc là khi cái tôi có mặt là cái hành nó có ngã, cái hành nó có mặt. Cho nên cho rằng hành là tự ngã. Rồi xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hoặc xem thức là trong tự ngã hay xem tự ngã là trong thức. Thưa quý vị, một là từ bên trong, bên ngoài họ nhìn vào, họ nghĩ rằng có thức, có sự hiểu biết, đó là biểu hiện của ngã. Hoặc là trong cái ngã nó biểu hiện ra cái biết. Thưa quý vị, năm uẩn này sau khi chết, chúng ta tìm kiếm một xác thân mới, nó có giống năm uẩn của hiện tại không? Giống không? Giống không? Sao? Không biết hả? Không có giống. Mặc dù sau khi chết, năm uẩn này sẽ tiếp tục là còn lại cái được gọi là kiết sanh thức ba ti sanh đi. Theo Nam truyền, theo Bắc truyền là nói nó còn lại cái ai lại da là cái hột giống còn đem theo. Thưa quý vị, cái hột giống quả thật sau khi mà chết rồi cái đem theo á, bây giờ sư đưa một cái ví dụ cho dễ hiểu nè. Một cái cành hoa được biểu hiện ra là nó do từ cái hột giống. Nhưng hột giống đó phải đủ các duyên, từ đất phải mới đất màu mỡ, có thể cành hoa kia nó mập mạp. Phải có đủ độ nắng ấm thì cành hoa kia nó ra sắc màu
đỏ thấm chẳng hạn. Nhưng nếu cái người trồng mà chỉ cấy một loại đưa nó vào một loại hóa chất thì cái hoa kia nó khác màu rồi. Cho nên cái mà hạt giống kia có phải là cành của cái cây không? Không. Có phải là lá của cái cây kia không? Không. Có phải là hoa của cái kia không? Không. Nhưng mà nó được biểu hiện trong quá trình nó thể hiện mà thôi. Rồi đến khi cái hoa cái tàn, cái lá cái rũ, nó còn rút lại ở trong cái hột giống. Như vậy cái hột giống kia là cái cuối cùng của cái lá, cái cành, cái hoa kia, và nó đi tới, và nó sẽ tiếp tục lên một cái mầm mới. Cho nên cái mầm mới này nó xuất phát từ thân là lá, là cành, là hoa, là hột, vân vân và vân vân của cái kia, nhưng mà nó không giống y đúc cái trước đâu. Trên quá trình chúng ta tiến hóa nè, cái học thuyết này là học thuyết là khó hiểu nhất đó. Cái mà như Sư Hoàng hiện giờ có trong cái thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, sau khi tái sinh, sau khi chết, nó có giống như Sư Hoàng 1m6 như bây giờ không? Không. Nó có được những cái ghi nhận nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc là ý thức giống như bây giờ không? Không. Rồi cái ý thức mà như Sư Hoàng bây giờ biết rõ về lớp này, rồi sau khi mất đi rồi cái thức này nó có còn giống như thế này không? Không có giống. Cho nên ngay cả cái thức này biết bởi con mắt, bởi lỗ tai, miệng, mũi, thân, nó chỉ nhất thời được biểu hiện mà thôi, chứ không phải là có cái gì là tôi đâu. Mà cho nên cái quá trình từ một cái hột rồi nó lên cái mầm ha, cái mầm, đến khi cái hột nó rã ra, thì trong quá trình mà nó rã, cái hột nó rã thì nghĩa nó đã tiêu tan cái thân, cái lá, cái cành, cái hột, rồi thậm chí cái hột đó nó có cái vỏ, rồi có cơm, tan hỏi hết, nó còn là cái mầm sống tiếp tục ra đi. Cái mà nó còn lại để nó thành một mầm sống kia, nó xuất phát từ cái thân lá cành này, nhưng nó có giống hoàn toàn với cái thân lá cành này không? Không. Do các duyên. Đây là một học thuyết cực kỳ khó hiểu đối với nhiều người. Cho nên cái thức của Sư Hoàng hôm nay, dù là cái thức giảng bài, cũng không phải là cái thức trước khi chết để mình thêm theo. Cái này cũng là dựa trên cái ý thức học kinh. Nhưng ý thức này nó được kết hợp với thọ tưởng hành thức năm yếu tố kia, nó phối hợp một cách chặt chẽ để cuối cùng cái pati sanh đi, kiết sanh thức ra đi, nó mang cái tinh hoa, cái còn lại của mấy mươi năm một đời người ra đi. Cho nên cái tinh hoa sau khi xác thân này chết, sau khi chết thì lỗ tai xưa có còn hoạt động không? Cái lỗ tai không hoạt động đó phải là cái tai của tôi. Sau khi chết rồi cái lỗ tai nó có còn nghe không? Không. Như vậy thì không có lỗ tai thì đâu có nhĩ thức đâu. Mà thậm chí cái biết bây giờ cũng là chỉ cho nó đương phản ánh cái hiện tại thôi, cho đến lúc bây giờ nó đâu còn nữa. Cho nên cái mà kiết sanh thức ra đi thì nó hoàn toàn khác với cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức này. Mà năm cái sắc, cái thọ, cái tưởng, hành, thức này để nó nuôi dưỡng cái bên trong để mà ngày nay ra đi. Cho nên nếu chúng ta chấp cái thân này là tôi cũng trật, mà từ cái tôi không có thì làm gì có cái của tôi. Đến khi chúng ta chết rồi, cái này đâu còn để theo đâu vĩnh hằng đâu, mà của tôi cái gì? Thọ cũng vậy, thọ lạc, thọ khổ. Bây giờ cái thọ thôi trong hiện tại nó, quý vị ngồi đã thoải mái, nhưng mà nếu chút nữa bỏ vô đi ra ngoài phơi nắng đi, nó nóng. Như vậy cái thọ này với cái thọ chút nữa có giống nhau không? Không. Ở ngoài phơi nắng vô đâu này nó mát rượi vậy, thì cái thọ khổ kia nó còn không? Hết. Nó đắp đổi sanh diệt liên tục thôi. Nhưng khổ nổi chúng ta chấp nó là tôi, cái thọ này của tôi, nên chúng ta bám víu và chúng ta nô lệ trong cái thọ và chúng ta nô lệ trong cái xúc.
do thọ chúng ta thấy nó có thật, sướng quá vô trong lớp rồi nha, mát mẻ quá, tìm cái chỗ nào để mà cái biểu hiện cái thọ nó được sung sướng. Và thế là chúng ta bị trói buộc trong năm uẩn. Cho nên cũng là năm uẩn thôi. Nhưng nếu chúng ta thường quán xét sắc không phải là tôi hay là tự ngã, và trong cái tự ngã cũng không có cái sắc, tương tự thọ cũng không phải là tự ngã, mà trong cái tự ngã cũng không phải có cái thọ. Nhưng sự thật thì nhìn theo cái lý tương quan tương duyên, duyên khởi tánh, thì chúng ta thấy rằng quả thật nó cũng có một cái mối liên hệ mật thiết mà khiến cho chúng ta lầm nhận rằng năm uẩn này là tôi. Cho nên cái việc mà phá vỡ cái si mê đầu tiên để chứng đắc được tu đầu hoàng là phải đoạn trừ được thân kiến, cũng không phải dễ dàng đâu. Ai mà tu bớt ngã, bớt cái ngã, bớt cái tôi, bớt chủ nghĩa cái ngã, cái tôi đi, thì mới có cơ hội chứng đắc được thanh quả. Còn nếu thấy rằng cái tôi nó to quá, nó khổng lồ quá, nó khủng khiếp quá, nó chứa đầy cả hư không này, huống chi lớp học này nhỏ xíu đâu chứa nổi, thôi không có tu gì được đâu. Tu rất là khó ở chỗ này. Cho nên thân kiến là phải thấy như thật về năm uẩn, mặc dù cái cuối cùng của mình là mình nuôi dưỡng cái hạt giống để đến khi mình được chân như, hạt giống nó tro tròn chắc chắn rồi mình sống đỡ đời. Cái hạt giống này là nuôi dưỡng cái một thời gian rất là lâu dài, chứ không phải đơn giản đâu. Một tâm thức mình để nuôi dưỡng cho nó lâu dài phải trải qua nhiều kiếp tiến hóa. Mỗi kiếp này cũng năm uẩn, nhưng cái này không phải là cái tôi đâu, cái tôi thật đâu. Xét về phương diện gọi là cái tôi thật. Còn cái tôi thật theo của Đại Thừa, mà không phải theo Đại Thừa gì, bình thường thôi, nó cũng có phải có một cái tôi, mà cái tôi nó vĩnh hằng không bị sanh diệt nữa, thì đòi hỏi chúng ta cũng phải nương cái ngũ uẩn này mà tiếp tục tu. Cái chân như, cái Phật tánh, cái Niết Bàn diệu tâm, cái Như Lai tạng không ngoài ngũ uẩn này, thưa quý vị. Nhưng mà đừng chấp rằng ngũ uẩn này là đồng nghĩa với Như Lai tạng, là Phật tánh, là chân tâm, là chân như, là trật đó. Đây là một cái học thuyết mà đòi hỏi phải có sự tư duy và quan sát tu tập trong mọi thời. Quý vị tu tập thiền định để khám phá năm uẩn không phải là tôi, là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Bài kinh nào, thờ kinh nào quý vị nhất truyền thống bắt truyền đều đọc tâm kinh Bát Nhã hết. Không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đây là cơ hội vì quán chiếu đây. Nhưng quý vị nếu mà chỉ đọc như thần chú mà không có ngồi lại tư duy quán chiếu để thấy năm uẩn là không thật, thì quý vị càng đọc càng bản ngã thôi. Tại vì chấp rằng mình học được nhiều kinh á, chấp rằng mình thuộc được bản kinh Bát Nhã. Cho nên muốn đoạn trừ được thân kiến phải thấy được năm uẩn là không thật. Còn nếu tự xem ngã thức là tự ngã, hay xem tự ngã là cả thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức, như vậy hiền giả Visakha là thân kiến. Sakkaya Ditthi, nhìn nhận sai lầm về thân này. Cái tự ngã là một khái niệm Atma hay là Atman trong truyền thống Ấn Độ, cho rằng con người có một cái ngã thường hằng, mà ngã này nó đồng nhất thể với đấng Phạm Thiên. Chúng ta không cần tu, cái ngã này nó vẫn như xưa nay nó như vậy thôi. Coi chừng chúng ta sẽ lầm và cho rằng cái ngã là ngay uẩn này là ngã đó, hoặc là
sắc là ngã, thọ là ngã, tưởng là ngã, hành là ngã, thức là những cái biết của mình cũng ngã. Thưa quý vị, cái biết này là cái biết cũng do sự học hỏi, cái biết này cũng do trên tư duy, chưa phải là cái biết cuối cùng đâu. Thưa ni sư, thế nào là không phải thân kiến? Ở đây này, hiền giả Visakha, vị đa văn thánh đệ tử, đến ý kiến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh. Nào quý vị nhớ, phải đa văn, bậc phải mến pháp, thích pháp, suy tư pháp. Như quý vị đây là đa văn á, học dữ lắm, học ngày đêm rất là đa văn. Nhưng mà thánh đệ tử đây không phải bậc thánh thiệt, nhưng mà người đang đi trên con đường của bậc thánh, trên cũng được xem là noble disciple, là những là đa văn thánh đệ tử, đến ý kiến, phải đến gần gũi các bậc thánh, để rồi thuần thục này là học hỏi đấy, học hỏi một cách thấu đáo phát các bậc thánh rồi tu tập. Chứ quý vị mà không có học hỏi, không thuần thục, không ý kiến thì quý vị đừng có nghĩ rằng tu tập vậy đó. Người nào mà sống ở quang đảo một mình, độc lập lập dĩ hả, là thưa quý vị chẳng có hiểu giáo pháp gì đâu tu rồi. Cho nên phải thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, sắc không phải là tự ngã. Rồi không xem tự ngã nó có sắc bên trong, rồi không xem sắc là trong. Chỉ chứ họ cho rằng là sắc nó có nằm ở trong cái tự ngã nó sinh ra sắc. Rồi không xem tự ngã là trong sắc. Đó, tương tự với cách áp dụng này, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị cũng y như thế. Như vậy hiền giả Visakha là không có thân kiến, phải tu tập dữ lắm quý vị mới không rơi vào gọi là mê lầm bổn ngã. Thưa quý vị, tu tập dữ lắm quý vị mới thấy được sắc thọ tưởng hành thức. Ngày nào quý vị ngồi thiền là quý vị cứ ngồi tới thể sắc này không phải là tôi, mà không phải chỉ niệm lầm rầm đâu, mà quán xét cái thọ này, lúc thì nó sướng, lúc nó khổ, lúc nó không sướng không khổ. Rồi cái tưởng này, cái nhớ, cái nghĩ, rồi cái hành là những hoạt động tâm thức nó trào ra ở trong tâm mình, nó thúc đẩy, nó bảo mình làm. Rồi cái ghi nhận, cái biết từ mắt tới mũi lưỡi thân, cái này thật sự không phải là cái gọi là cái ngã, cái ta cuối cùng đâu. Cái đó chỉ là cái biểu hiện của năm uẩn đương biểu hiện mà thôi, chứ nó không có một cái ngã. Cái mà ngã để mà tu tập cho rốt ráo Phật, có còn ngã không? Đến khi thành Phật rồi có cái mà nó vĩnh hằng á, mình gọi là cái chân như, thì cái đó mình tạm đặt cho gọi là cái ngã, mà cái ngã đó mới là thật. Còn trong giai đoạn này chúng ta đương tu này, cái này nó rất là dỗm, cho nên mình mới ở cảnh giới chư thiên, nó mới xuống dưới địa ngục được. Rồi nó cũng rất là dỗm, cho nên nó mới từ thấp lên cao được. Cái đó nó chưa thật, nó đương biểu hiện ở góc độ này, biểu hiện góc độ kia, nó biểu hiện ở phước báu và nghiệp lực của con người mà thôi, chứ không phải là cái ngã. Đây là một học thuyết đi ngược lại với tất cả các học thuyết hữu thần của Ấn Độ giáo, và hầu như ít có người chấp nhận. Bởi vì chấp nhận, thông thường chấp nhận có một cái ngã thường trú bên trong. Và đôi khi Phật giáo Đại Thừa nó cũng có những nét rất tương đồng như chỗ này. Chúng ta phải lưu ý, thấy rằng là hoa, cái hoa nó được biểu hiện kia thôi, chứ nó không phải là tất cả. Nhưng chúng ta nhìn nó, chúng ta thấy nó được biểu hiện nơi là mây trời, là nước, là bàn tay chăm sóc, nó chỉ là biểu hiện của sự sống. Cho nên trong phần đối thoại mà ông Visakha đã hỏi thế nào là thân kiến và thế nào là không có thân kiến, ông hỏi tiếp: thưa ni sư, thế nào là thánh đạo tám ngành? Vì ni sư Dhammadina nói
Hiền giả Visakha, đây là thánh đạo tám ngành đây, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm, chánh niệm, chánh định. Vậy thì ông hỏi, thưa ni sư, thánh đạo tám ngành là hữu vi hay vô vi? Hữu vi hay vô vi? Hữu vi hay vô? Có người nói vô, có người nói hữu. Cái mà chúng ta còn đặt chân lên được là vẫn thuộc là hữu vi. Cái mà chúng ta sờ mó được, dù rằng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm, chánh niệm, chánh định, bát thánh đạo đó thuộc hữu phi. Nhưng mà đã với một người tu tập rồi thì bát chánh đạo này cộng với chánh trí và chánh giải thoát được nữa thì cái đó thì thuộc là vô vi. Còn đối với bát chánh đạo bình thường là vẫn thuộc về hữu vi thôi. Cho nên trong tứ đế, ba đế thuộc hữu vi, chỉ có một đế thuộc vô vi thôi. Cho nên vấn đề này thời kỳ bộ phái họ cũng đặt ra. Mà quý vị thấy rằng từ thời Phật, những cư sĩ họ đặt ra rồi, chẳng phải đến tới các vị sư thời kỳ bộ phái mới đặt ra đâu, mà thời kỳ bộ phái tiếp tục đặt ra nữa. Vị bộ tông luận luận cũng sẽ có đề cập đến vấn đề này. Mà trong kinh thờ Phật thời đó đã có người đặt ra rồi đó. Thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, cái mà chúng ta đương tu đó vẫn thuộc về hữu vi pháp thôi. Hiền giả Visakha, thánh đạo tám ngành này là hữu vi. Thưa ni sư, ba uẩn được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hay thánh đạo tám ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Chữ ba uẩn này nó khác với năm uẩn xét thờ tưởng hành thức, mà ba uẩn này là thánh giới uẩn, định giới uẩn và tuệ thánh uẩn. Cho nên chúng ta bị lẫn lộn, coi chừng chúng ta lẫn lộn. Ba uẩn này được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hay thánh đạo tám ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Bây giờ quý vị trả lời đi. Sư mẫu nói ba uẩn đó là thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. Được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hay là thánh đạo tám ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Ba uẩn thâu nhiếp tức là giới, định và tuệ. Như vậy giới thuộc chi phần nào, quý vị đọc sư nghe? Giới thuộc về thánh giới uẩn bao gồm cái gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thánh định uẩn, chánh niệm, chánh định, chánh gì nữa, chánh tinh tận, thánh tuệ uẩn, chánh kiến, chánh tư duy, không biết có đúng không ha? Coi thử trả lời thì quý vị sư gỡ bài rồi, cái ai đang có đang ai học không? Hiền giả Visakha, ba uẩn không bị thánh đạo tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, thánh đạo tám ngành bị ba uẩn thâu nhiếp. Rất đúng như quý vị trả lời. Hiền giả Visakha, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, những pháp này được thâu nhiếp trong giới uẩn. Những pháp này được thâu nhiếp trong giới uẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những pháp này được thâu nhiếp trong định uẩn. Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp này được thâu nhiếp trong tuệ uẩn. Như vậy thì vấn đề phân chia giới định tuệ, ba uẩn thâu nhiếp bát chánh đạo, không phải đến ngày Buddha Gosa, ngày Phật Minh thế kỷ thứ tư, thứ năm sau Công Nguyên, vị sớ giải lớn nhất muốn nói mà trong bài kinh này đã nói tới. Lâu nay ai học thanh tịnh đạo luận cứ đều quy cho cái công mà bát thánh đạo chia thành ba uẩn là do ngày Buddha Gosa. Đến đây quý vị thấy rằng cư sĩ Visakha đã đặt câu hỏi cho Nisuddhamma Dinna rồi. Trên học kinh là quý vị có câu hỏi tìm tận gốc rễ. Mà tại sao chánh tinh tấn thuộc là thánh định uẩn? Vị nào trả lời? Bởi vì lúc bấy giờ trong tinh tấn mà do sức định mà lưu xuất thì tinh tấn đó mới dẫn đến đạo lộ niết bàn. Tinh tấn này mới là tinh tấn gọi là bậc thánh được. Và tinh tấn này nó không có bị thối chuyển, nó không phải do giới mà được, mà nó do cái sức tinh tấn, cái sự nỗ lực mà sự kiên cố, sự bất động mà nó rất là vững chãi, chứ không phải hờ hợt, không phải làm nhất thời bằng một đâu.
tinh tấn đối với người tu quá chánh đạo là cứ từ từ mà đi tới, không phải thức dậy 2 giờ sáng để rồi tối nay 7 giờ đêm mà ngủ. Mà làm thế nào mà cứ từ từ mà đi tới, làm hoài, làm điều đặn, kiên trì trên một cái đề mục. Chỉ ví dụ như đề mục hơi thở đi tu nó chán lắm, không thấy cái gì mới mẻ trong hơi thở của mình, mà mình biết rằng đây là cái đề mục dẫn đến đạo lộ niết bàn, cho nên chúng ta phải kiên trì trên cái đề mục này. Chớ giờ đề mục hơi thở cái gì quý vị sẽ khám phá một thời gian sẽ thấy sao có bấy nhiêu à. Của quý vị mà ngồi tưởng tượng ra thì rất nhiều thứ để tưởng tượng ha. Nhưng mà khi tưởng tượng quý thầy đâu có cho tâm quý vị phóng tác à, và tựa tưởng hoạt động như thế này thì tâm quý vị không có cái nhiếp cơ, không có định được. Cho nên người tu thiền định mà khi đã có tinh tấn rồi thì người ấy sẽ làm kiên trì, làm dầu như thế nào nữa cũng kiên trì. Mà cái này nó không có thối chuyển thì lúc bấy giờ nó thuộc về định uẩn. Dĩ nhiên trong giới nó cũng cần có tinh tấn, có mặt để hỗ trợ. Trong tuệ nó cũng cần có tinh tấn, nó hỗ trợ, tức là tinh tấn nó hỗ trợ hai chi kia. Nhưng cái gốc rễ nó xuất phát từ thánh định uẩn. Gốc rễ xuất phát từ thánh định uẩn. Thì lúc bấy giờ cái tinh tấn này mới đúng nghĩa là chánh tinh tấn. Còn nếu mà chúng ta làm hôm nay rồi bỏ, ngày mai bỏ là không phải chánh tinh tấn đâu. Cái đó là bồng bột, cho vậy thôi. Thích thì làm, thích thôi bỏ vậy. Còn cái chánh tinh tấn đúng nghĩa là chúng ta xác định hướng đi của mình, kiên trì mà làm tới. Như vậy thì ông hỏi tiếp. Ông thấy vấn đề giới hiểu, dễ hiểu, nhưng vấn đề định nó khó. Ông đặt vấn đề: thưa ni sư, thế nào là định đây? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Thế nào là định tu tập? Rất hay. Nó có biểu hiện nó chứ. Thế nào là định? Là cho một định nghĩa cái đã. Rồi thế nào là tướng trạng của định? Thế nào là cái định tư cụ, tức là cái nền tảng hay công cụ của định? Thế nào là định tu tập? Là cái biểu hiện trong cái việc tu tập định như thế nào? Hiền giả Visakha nhất tâm Ekagata đó, nhất tâm đó là định. Mình ngồi mình cứ tán loạn làm sao định được. Nhất tâm là định. Bốn niệm xứ là định tướng, là tướng trạng của định. Ai mà tu thiền định là phải an trú trong thân thọ tâm pháp. Mà tu ngồi thân thọ tâm pháp ra là trật rồi. Cho nên định tướng là bốn niệm, niệm xứ. Định tư cụ đó là bốn tinh tấn, hay còn gọi là tứ chánh căn, tức là cái công cụ của việc tu tập thiền định. Cái gì phải có công cụ hết á. Rồi sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy được gọi là định tu tập. Phải luyện, tới luyện lui, luyện qua, luyện lại. Ngồi hơi thở, điếm hơi thở, đậu nó trật ruột, nó nhớ lung tung hết, bỏ, làm lại. Hôm nay ngồi thiền bị thất bại quá chừng, tán loạn 20 lần. Thì ngày mai tán loạn 19 lần, 18 lần, 10 lần. Phải luyện tập thôi. Không ai mà giỏi giang một thời mà được đắc định đâu quý vị. Quý vị phải trăm ngàn muôn lần thất bại trong giờ tu tập để rồi có một phút huy hoàng rực rỡ. Chỗ này rất hay. Thế nào là định đó? Nhất tâm là định. Thế nào là định tướng? Là bốn niệm xứ là định tướng. Thế nào là định tư cụ? Tức là cái công cụ để tu tập là phải tu tập trên bốn tinh tấn thôi. Bốn tinh cần là gì? Việc ác đã phát sinh, cố gắng diệt trừ. Bây giờ một tư tưởng bất thiện hở lên, cố gắng diệt trừ nó, đẩy lùi nó. Một tư tưởng bất thiện chưa phát sinh, không cho nó phát sinh. Một tư tưởng thiện đã phát sinh, làm cho phát triển đến đỉnh cao. Một tư tưởng thiện chưa sinh, hãy làm cho nó sinh rưỡng. Tu là phải có tạc ý, tu là phải có chủ động trong tâm thức, chứ không phải tu không biết hết, ngồi xìu đến vậy là thua. Cho nên tu tập định, thế nào định tướng là bốn niệm xứ. Bài bốn niệm xứ này sẽ được quần đi quần lại. Bài tứ niệm xứ và số 10, hôm bữa sư cũng đã hỏi qua một ít rồi,
hôm quý vị học qua cái lớp kinh Trung Bộ này mà không biết về tứ niệm xứ là cho đánh rớt, dứt khoát vậy đó. Không biết về tứ niệm xứ, quý vị phải về tự học lại bài số 10. Ngày mai sư sẽ dò tiếp. Tứ niệm xứ là định tướng, bốn tinh cần là định tứ cụ. Sự tu tập, sự luyện tập, sự tái luyện, tu đi tu lại của những pháp ấy là định tu tập. Ở đây vậy. Ông hỏi tiếp, nãy nói hành đã qua rồi, bây giờ nói hành là gì đây? Thưa ni sư, cái bao nhiêu hành? Hiền giả cái ba loại hành: thân hành, khẩu hành và tâm hành, hay còn gọi là ý hành. Đây là phân loại đơn giản nhất. Hành là cái biểu hiện, biểu hiện nơi thân, biểu hiện ở nơi khẩu và biểu hiện ở trong tâm. Trong tiếng Anh á, là ta nói dịch là mental information. Mà ở đây ta nói thân hành là cái biểu hiện ở nơi thân. Rất đúng luôn. Bởi vì chính cái thân và cái khẩu là biểu hiện cái tâm. Cho nên không thể nói là cái tâm không được, mà phải nói cả thân và khẩu. Thế nào là thân hành, thế nào khẩu hành, thế nào tâm hành? Ông hỏi tiếp. Thở vô, thở ra, hiền giả Visekha là thân hành. Tâm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Đây là một cách trả lời rất mới, không lệ thuộc vào cái hệ thống Abhidhamma của người sau, mà đây là cái cách trả lời đối với người tu tập tứ niệm xứ. Muốn quản lý thân hành thì vị ấy phải thở vô thở ra, lấy hơi thở làm đối tượng. Muốn quản lý khẩu hành, khẩu hành là cái lời nói. Ở đây tâm tứ tức là tâm của mình hướng về, tâm của mình dán chặt vào đối tượng, đó là khẩu hành. Và tưởng và thọ là hai cái chức năng của trong tâm. Nó luôn luôn ghi nhận nóng lạnh, trơn láng, nhám thô vân vân ở nơi thân, và nó có những ý tưởng ở trong tâm. Đó là những trạng thái của tâm hành liên hệ đến năm muộn. Dĩ nhiên là sau này trong Abhidhamma nói cái hành ở trong Abhidhamma nó rất là nhiều. Trong 52 trạng thái tâm sở của Thắng Pháp Tập Biểu Luận, bỏ chữ tưởng ra thì toàn bộ còn lại đó thuộc về hành ứng. Các trạng thái thuộc hành hành ứng hết, tức là sự hoạt động của tâm thức. Còn ở đây trong trường hợp này là muốn nói đến phải nắm bắt ngay cái tưởng và thọ, nhắm bắt ngay cái tầm và tứ. Tầm là vitaka, tứ là vichara. Tầm là cái tâm mình nó hướng về đối tượng, tứ là cái tâm mình dán chặt vào đối tượng. Cho nên một người hành giả tu thân hành, khẩu hành, ý hành trong cái trường hợp tiểu kinh Phương Quảng này là tu ngay nơi tầm, nơi tứ, tu nơi tưởng, nơi thọ, tu nơi hơi thở vô, hơi thở ra. Được như vậy là vì ấy đã làm chủ được thân hành, khẩu hành và ý hành. Thở vô thở ra, hiền giả Visekha thuộc về thân. Những pháp này lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả Visekha trước phải tầm và tứ, rồi sau mới phát lời nói, nên tầm tứ thuộc về khẩu hành. Tầm tứ tức là mình đặt vấn đề, tứ là tâm mình dán chặt vô. Cho nên từ cách mình đặt vấn đề, tâm mình tư duy trên đó, mình phát ra lời nói, cho nên ngay nơi gái tầm tứ cũng là mình đã tu tập nơi khẩu hành rồi. Tưởng và thọ là tưởng và thọ và tâm sở các pháp này lệ thuộc với tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tập hành. Như vậy một người tu thân hành, khẩu hành, ý hành dựa trên lộ trình niệm xứ này, ở đây là muốn nói là dựa trên lộ trình niệm xứ. Còn nói đến cái lộ trình tổng quát dài hơn thì chúng ta phải học Abhidhamma. Thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Ông này ổng ngó vậy chứ mà ổng tu cũng dữ, ổng hỏi đủ hết. Định thì cái nó dễ rồi, thân hành khó hành ý dễ rồi, nhưng hỏi thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định đây?
gặp mà hỏi như mình á, mình không dựa vào kinh văn mình nói mô Phật, tôi không biết. Còn đây ông bà chứng đắc rồi cho nên bà trả lời rất ngon lành. Hiền giả Visakha, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tướng định vì ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tướng định. Hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tướng định này, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tướng định này vì rằng tâm của vị này trước đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Có chứng nhập diệt thọ tướng định nhưng mà không có vướng mắc. Đây là một trạng thái khi tu tập như thế, bỏ không còn thọ xuất hiện, không còn tưởng xuất hiện. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta vẫn thấy thọ, chúng ta vẫn thấy tưởng, cho nên chúng ta tu tập để đoạn trừ. Còn lúc bây giờ nó vắng lặng luôn, không còn thọ, không còn tưởng nữa. Trạng thái này nó siêu việt lắm quý vị. Còn hỏi tiếp, thưa ni sư, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tướng định, những pháp gì diệt trước, thân hành hay khẩu hành hay tâm hành? Ông trả lời, ni sư trả lời, hiền giả Visakha, vị tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tướng định, khẩu hành diệt trước, tức là hết nói, yên lặng ngay. Rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Và hơi thở lúc bây giờ nó vắng mặt luôn, đến những cái ý niệm thọ tưởng bên trong chấm dứt luôn. Như vậy phải khẩu hành diệt trước. Lúc tu mà tu tập thiền định mà nói chuyện gì nữa, yên lặng phan phát, không có muốn nói chuyện gì nữa hết á. Xong rồi là hơi thở vô ra, đến nhẹ như là khói mỏng vậy, không thấy luôn. Xong rồi đến sự vọng động tâm thức chấm dứt luôn. Thưa ni sư, thế nào là xuất khởi dự thọ tướng định? Nhưng nhập vô rồi còn phải nhập ra, phải ra chứ chẳng lẽ ở nói mãi sao? Hiền giả Visakha, vị tỳ kheo xuất khởi dự thọ tướng định không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi dự thọ tướng định. Nói chung là không có vướng bận nữa. Nhưng mà vị này có khả năng như thế này này quý vị. Khi nào bậc đạo sư gọi đến tên mình thì mình sẽ tự biết mà ra khỏi dự thọ tướng định. Hoặc là tự biết rằng là mình nhập diệt thọ tướng định 3 ngày, 3 giờ, 3 phút, 3 giây thôi. Sau đó ra là Phật sự tiếp. Thì vị ấy trong khả năng này, sau khi nhập định 3 ngày, 3 giờ, 3 phút, 3 giây rồi tự ra. Khả năng diệt thọ tướng định rất mầu nhiệm. Quý vị nhập diệt đó rồi là lỡ mà nhà cháy, quý vị cũng không cần phải ra khỏi thiền định. Ở chừng đó thấy sao mà cái mặt mày lắm lắm lem lắm hiếm hết á. Nhưng mà mình là bất khả xâm phạm, nó không cháy. Cái này khoa học chưa nghiên cứu được. Cái khả năng vị chứng đắc diệt thọ tướng định rất mầu nhiệm. Có nước trôi mình cứ ngập lục cái nữa cũng nằm trong đống bùn đó, xong rồi nước lụng xuống rồi. Sau khi xả diệt thọ tướng định rồi đi ra đi rửa ráy mặt mày dính bùn vậy thôi, không có chết vậy đó. Bởi giờ hơi thở và đã dứt luôn rồi, thọ tưởng hết hoạt động luôn rồi, nó đóng băng, nhưng mà không phải vì thế mà nó chết hay vậy đó. Thưa ni sư, tỷ kheo xuất diệt thọ tưởng định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành hay khẩu hành hay tâm hành? Này Visakha, tỷ kheo xuất diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi lên trước. Cái tâm hành là cái cuối cùng anh thâu nhiếp, thì cái bây giờ đây nó cũng phải khởi ra trước, nó động trước, nó hoạt động, tâm hành hoạt động trước rồi đến thân hành, phải có hơi thở. Hơi thở xong rồi mới tới cái lời nói chứ, đúng không? Phải có hơi thở nó bắt đầu nó hoạt động lại đã. Xong rồi hoạt động lại rồi muốn nói pháp, giảng kinh hay muốn làm gì đó làm. Cho nên phải tâm trước, thân sau rồi đến khẩu. Cái quy trình nó ngược lại. Thưa ni sư, chỉ tỳ kheo khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, gửi cảm giác những xúc nào trước? Hiền giả Visakha, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định vì ấy cảm giác 3 loại xúc: không xúc, vô tướng xúc và vô nguyện xúc. Đây là 3 khái niệm mà sau này truyền thống các tông phái và đại thừa sau này nói đến 3 trạng thái thiền định: không vô tướng và vô tác, hay còn gọi là vô nguyện. 3 loại thiền định này là 3 cái trạng thái cảm thọ mà nó được biểu hiện ở nơi xúc, gọi là không xúc, vô tướng xúc và vô nguyện xúc. Thì khi mà xuất khởi diệt thọ tướng định thì vị ấy có 3 loại như thế. Thưa ni sư, vị tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Hiền giả Visakha, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tướng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. Chẳng phải như chúng ta đi ham muốn chỗ tụ hội đông đảo đâu. Ở trong cái trạng thái thiền định cho nên ra khỏi thiền định cũng muốn yên lặng độc cư thôi.
Rồi ông hỏi tiếp về cái thọ đây. Ông chắc là lúc giờ ông dư thời gian nên là ông nói cái chuyện thọ, dự thọ tứ định khá khá, xong rồi ông quay thằng ông hỏi chuyện khác. Thưa ni sư, có bao nhiêu loại thọ? Thiền giả Visakha ba loại thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc. Thưa ni sư, thế nào lạc thọ, thế nào khổ thọ, thế nào bất khổ bất lạc? Cho nên hệ phương quán mà kinh là cái hệ thống mà văn học được giải thích nghĩa kinh đó đầu trọng ra, thì kinh phương quán trong trung bộ kinh đã có những cái dạng đó. Thế nào là khổ thọ, thế nào lạc thọ, thế nào bất khổ bất lạc? Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm như vậy là lạc thọ. Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách đau khổ, không khoái cảm như vậy là khổ thọ. Hiền giả Visakha, cái gì được tâm cảm thọ, được cảm thọ bởi thân hay tâm, không khoái cảm, không khoái cảm như vậy là bất khổ bất lạc. Thưa ni sư, đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với lạc thọ, câu này là nếu quý vị mà cho đây quý vị không trả lời nổi đâu. Thưa ni sư, đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bất khổ bất lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Câu này hỏi này có vẻ rối nhưng mà rất sâu sắc, rất sâu sắc. Hiền giả Visakha, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc? Tức là cái sự sung sướng mình ở mãi trong đó thì mình gọi là lạc, là sướng rồi. Cái gì biến hồi là khổ? Mình ở đương ở trong trạng thái sung sướng cái nó hết lạc cái mình thấy nó khổ. Thì ngay nơi cái khổ nó có cái lạc, hoặc ngay trên cái lạc nó có cái khổ. Đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hồi là khổ? Đúng quá đi, đương ngồi thiền nó đương sung sướng như thế này, nó hết thì tới giờ xả thiền rồi thấy nó khổ. Mà lúc bây giờ đương đau chân mà nghe tiếng kẽn mà đánh xả thiền là sung sướng vô cùng. Thì đối với khổ thọ mà cái gì trú là khổ, ở ngoài trong đó là khổ, mà cái gì biến hồi nó hết đâu là lạc. Đối với bất khổ bất lạc, có trí là lạc mà vô trí là khổ, tức là có sự hiểu biết sâu sắc tới đó thì mình thấy rất là sung sướng nhẹ nhàng. Cái không biết gì hết đó là khổ. Hỏi vấn đề này cũng là vấn đề mà bộ phái đặt vấn đề đây, tùy miên Anusaya. Thưa ni sư, trong lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong bất khổ bất lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Đây là những kiến thức cần trang bị để hành giả tu tập hết. Ở đây không phải nói chơi đâu. Trong lạc thọ tùy miên gì tồn tại thưa quý vị? Trong lạc thọ mình thấy sung sướng quá trong đó. Cái gì tùy miên gì tồn tại trong đó? Tùy miên tham, nó mong muốn kéo dài cái trạng thái đó ra, ở mãi trong đó, cho nên tùy miên tham. Trong lạc thọ tham tùy miên nó có mặt. Trong khổ thọ sân tùy miên nó có mặt, tức là tồn tại đó. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô minh hay là si tùy miên nó tồn tại. Cho nên cái mà mình không biết, mình ăn mình không biết ngon, nó còn biết ngon biết dở hết á, cái đó là si tùy miên. Ăn mà mình thấy cái sung sướng ngon quá đi, coi chừng cái tham nó có mặt, nó thúc đẩy mình ăn nhiều lên. Cái ăn khổ quá, ăn không nổi nước không vô, muốn ói ra, muốn mửa ra, muốn ngưng lại với ăn, cái sân tùy miên nó tồn tại, nó có mặt đó. Cho nên đây là một cái bài pháp cũng hết sức là sâu sắc luôn. Thưa ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên tồn tại, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong tất cả các bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại? Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên tồn tại. Rất rạch rồi. Không phải trong tất cả khổ thọ sân tùy miên tồn tại. Không phải trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại. Bởi vì những bậc thánh ta cũng có lạc thọ vậy, rồi hoặc là ta cũng bị có khổ thọ vậy, rồi ta cũng có bất khổ bất lạc thọ vậy. Chẳng lẽ cái bậc thánh ta thọ nói rằng ta có tham sân si sao? Không. Thưa ni sư, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ? Trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ? Và trong bất khổ bất lạc thọ cái gì phải từ bỏ? Hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ. Chừng nào mình có cái tâm thích thú trong đó mình mới từ bỏ. Trong khổ thọ bây giờ mà nóng bức tắt điện hết đi, không, nó rây rứt trong người, quý vị muốn thoát ra khỏi cái phòng này, cái tâm nó bực bội lên, thì sân tùy miên phải từ bỏ thôi.
Trong bất khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. Thưa ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả các khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ? Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Ở đây hiền giả Visakha, vị tỳ kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại ở đây. Như vậy một vị tỳ kheo chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Khi anh đã ly dục rồi thì ở nơi đó nó có lạc thọ chứ. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh thì nơi đó nó đâu có tham tùy miên đâu, mà phải từ bỏ. Tương tự, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, đó là nhị thiền đi. Nó cũng một trạng thái hỷ lạc đó. Hỷ lạc mà do ly dục sanh, nãy cái đầu tiên do ly dục sanh, cái thứ hai là do định sanh. À, nhị thiền là do định sanh. À, thì làm thì chúng ta đâu có tùy miên nơi đó đâu. Cho nên ở đây nói do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên. Ở đây hiền giả Visakha, vị tỳ kheo suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ chứng và ăn trú trong trú xứ mà nay các vị thánh đang ăn trú, vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giới giải thoát vô lậu vô thượng, do ước nguyện ấy khởi lên ưu tư, do vậy sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tồn tại. Ở đây này hiền giả Visakha, vị tỳ kheo xả lạc và xả khổ diệt khỉ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc, xả niệm thanh định, do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tồn tại ở đây. Như vậy đến khi mà chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc, xả niệm thanh định thì lúc bấy giờ nó không còn tùy miên nữa. Đây là một cái bài học vô cùng quý báu để quý vị đến học năm thứ tư đó, khi nói về bộ phái, có những bộ phái họ cho có tầm tứ, có tầm tứ vô lậu hay không, trong tầm tứ trong sơ thiền có những vấn đề ABCD, nhiều vấn đề rắc rối phát sinh mà ngay trong bài kinh này Dhammadina đã giải quyết rồi. Thưa ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương. Thưa ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, khổ thọ làm tương đương, tức là nó có cái đối tác. Bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm tương đương? Bất khổ bất lạc thọ lấy vô minh làm tương đương. Thưa ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh, tức là lấy cái đối lại. Thưa ni sư, minh lấy gì làm tương đương? Minh lấy giải thoát làm tương đương. Thưa ni sư, giải thoát lấy gì làm tương đương? Hiền giả giải thoát lấy niết bàn. Như vậy niết bàn là cái cao cấp nhất. Thưa ni sư, niết bàn lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, câu hỏi đi quá xa, vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời, không chịu trả lời nữa. Cái chỗ này mới là sự bất lực của ngôn ngữ đây. Biết dừng lại đúng chỗ. Hiền giả Visakha, phạm hạnh là để thể nhập vào niết bàn, để vượt qua đến niết bàn, để đạt đến cứu cánh niết bàn. Hiền giả Visakha, nếu hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này, và Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào, hãy như vậy mà thọ trì. Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời tỳ kheo ni Dhammadina giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỳ kheo ni Dhammadina, thân bên phải hướng về phía tỳ kheo ni rồi từ biệt, rất là lịch sự đúng phép ha. Đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thuật lại cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với tỳ kheo ni Dhammadina. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha: này Visakha, tỳ kheo ni Dhammadina là bậc hiền trí. Này Visakha, tỳ kheo ni Dhammadina là bậc đại tuệ. Này Visakha, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như tỳ kheo ni Dhammadina đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi lớp đào tạo từ xa, nghe xong vài pháp thoại do Dhammadina trả lời cho cư sĩ Visakha, cũng đã hoan hỷ vỗ tay và như vậy mà thọ trì. Thấy không? Thấy mà tu mà được một tỳ khưu ni có trí tuệ như vậy, thấy cũng sướng ha. Quý Phật tử nữ mà tu tập được trí tuệ như vậy đó, sẽ mai mốt sẽ có người đến thính pháp. À,
Thưa ni sư Diệu Thắng, thưa ni sư Nhã Phương chẳng hạn, đây rất nhiều người có tên hay mà, thưa ni sư Ngọc Thanh à, như vậy thì quý vị phải là những bậc trí tuệ như Dhammadina ha. Nhiều cái câu chuyện hay lắm, đọc trong trung cổ kinh, lấy những cái bối cảnh mà các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni nói pháp á, mình khởi lên khiến cho mình hoan hỷ lắm. Thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân